Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con máy bắn bóng rất hot. Đó là máy ITA9 Plus với chức năng bắn đa điểm trên khắp mặt bàn. Máy ITA9 Plus tích hợp lên đến 9 độ xoáy của bóng tùy theo người tập chỉnh, gồm không xoáy, xoáy xuống, xoáy lên, xoáy trái, xoáy phải. Số lượng bóng phát ra nhiều nhất trong một phút là 95 quả. Số lượng bóng phát ra ít nhất trong một phút là 25 quả. Máy có đến 22 điểm rơi khác nhau rất linh hoạt. Chức năng đếm bóng từ 0 đến 999 bóng. Điều khiển bằng màn hình LED. Sau đây mình sẽ giới thiệu qua về bảng điều khiển của máy A9 nữa. Đầu tiên là xoáy lên với nút màu cam. Bạn có thể tăng hoặc giảm độ xoáy lên với nhóm nút này cho phù hợp khi tập luyện. Đối với xoáy xuống là nhóm nút màu đỏ, bạn cũng có thể tăng hoặc giảm với nút cộng hoặc nút trừ. Lưu ý khi dùng xoáy xuống thì phải giảm hết xoáy lên để bóng không bị trượt, và ngược lại. Với nhóm nút cộng, trừ màu đi là tần suất bóng bắn ra trong một phút, càng tăng cao thì bóng bắn ra với tần suất càng lớn. Còn nhóm nút này để đặt số lượng bóng bắn ra trong mỗi lần tập. Các bạn lựa sức của mình mà có thể đặt số lượng phù hợp mỗi lần tập. Các nút tương ứng với số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Điểm rơi trên bàn mà ta có thể lựa chọn. Trước tiên bấm nút Select rồi sau đó chọn điểm rơi mong muốn. Chúng ta cũng có thể đặt nhiều điểm rơi liên tiếp cho đa dạng bài tập. Còn đây là cái hay nhất của máy A9 Plus, đó là nút Long Short Ball. Khi ta chọn chức năng này, bóng sẽ bắn ra dài, ngắn ngẫu nhiên tới các điểm mà ta đã chọn trước đó. Với máy A9 Plus, bóng được phát tới hầu hết các điểm trên mặt bàn, giúp người dùng cải thiện kỹ thuật, tốc độ và khả năng di chuyển trong thời gian ngắn. Vừa rồi là chia sẻ của mình về máy bắn bóng ITA9 Plus. Nếu các bạn có nhu cầu mua máy thì liên hệ shop bóng bàn Dung Sói theo số điện thoại bên dưới 0985266237. Cảm ơn các bạn.